Điền xin chào tất cả anh em đang xem kênh. Thì có nhiều anh em gọi điện về cho mình hỏi cái tác dụng của thằng thuốc DV3OG đó là như thế nào. Thì hôm nay Điền sẽ làm cái clip để giải đáp đến tất cả anh em. Anh em nào chưa biết có thể tham khảo thử. Thì anh em xem kênh nếu thấy hay thì xin cho mình một like anh em. Còn anh em nào quan tâm các vấn đề về nuôi gà, cách sử dụng thuốc gà nào thì đăng ký kênh. Mình sẽ thường xuyên up clip để anh em có thể tham khảo thử, chia sẻ những chia sẻ của mình. Thì cái thuốc DV3OGG đó là cái thuốc sinh lý của người nha anh em, bổ sung hóc môn sinh dục của nam á, cái đó là thuốc của người, nhưng mà sử dụng ở gà cũng khá là tốt, dùng để kích thích những cái con gà mà tơ vô, gà tơ vô còn cự yếu á, nhát người lỏn lẻn rồi đó, cho nó hực nó sung mạnh lên. Bên cạnh đó thì mình cũng phải sử dụng cái vitamin để cho giúp con gà nó có thể lực từ bên trong nó mới hừng mạnh con gà lên. Thì anh em thấy quảng cáo trên mạng rất nhiều nhưng mà anh em chưa có gõ không, thì mình nghĩ cũng có nhiều anh em chưa biết, mình làm cái clip để phân tích sơ sơ. Nó không phải là thần dược chiên trị lỏn lẻn gà gót đồ như nhiều người ta bán nó quảng cáo nên anh em, nó chỉ trị khá là tốt cũng tạm thôi chứ cũng không phải là giữ hết 100% được, mình phải bổ sung thêm vitamin. Bên cạnh đó mình phải có chế độ nuôi hợp lý, tắm rửa đồ con gà nó sung nó thật từ bên trong nữa nó mới phát triển ngon. Còn cái thuốc đó nó có bán rất nhiều ở tiệm thuốc Tây nha anh em. Đó là thuốc nhập khẩu từ Hà Lan. Nhưng mà cái thời điểm hiện nay năm 2021 đó là cái nguồn hàng nó bây giờ nó rất là ít. Nên anh em đem cái hình ra mấy cái tiệm thuốc Tây lớn á, những tiệm thuốc Tây lớn Hoà Mai còn hàng chút đỉnh, những tiệm thuốc Tây nhỏ hầu như là không có anh em. Rất là nhiều anh em đã xài nhiều năm trước nay rồi, bây giờ quay lại kiếm cũng không có hàng nữa. Hàng đó giờ nó ít lắm. Những cái tiệm thuốc Tây lớn anh em có thể chụp màn hình lại đem ra tiệm cho ta xem. Và cái tên của nó là trong tiệm thuốc Tây nó thường hay kêu là Enrioi Tetocap. Anh em có thể đọc đúng như vậy nó dễ kiếm hơn. Anh em nói DV3OG tao không biết đâu. Hoặc anh em nói thuốc hóc môn sinh dục của nam Enrioi Tetocap viên màu vàng giống như dầu cá. Theo mình được biết cái tiệm bán rất là ít nha anh em. Hiện nay năm 2021 là nhiều năm trước thì cái hàng đó nhiều lắm. Thì cái tháng này gà tơ của anh em vô rất là nhiều nên anh em quan tâm cái thuốc đó. Ngoài ra cũng có một số thuốc nữa, nếu như anh em không có cái loại đó thì anh em có thể mua thử một vài loại cái thuốc hóc môn sinh dục của nam, anh em kích thích nhẹ nó thôi. Nói mình chỉ nuôi nấng đồ cho ngon lành đàng hoàng, mình kích thích nhẹ lên cho con gà giống như mình tạo cái chớn cho nó lướt qua vậy đó. Để con gà nó sung mạnh lên mình dễ nuôi. Thì đó là một vài vấn đề về cái DV3OG. Còn cái giá của nó, giá nó dao động thì lúc trước khoảng 9-10 ngàn diễn viên tùy chỗ bán. Có nơi bán 9 ngàn, 10 ngàn, 8 ngàn, 11 ngàn, nó tùy lúc hàng nhiều ít. Thì một vài thông tin chia sẻ đến anh em, hy vọng có thể giúp anh em tìm được cái thuốc như anh em mong muốn. Thì nói chung nó chỉ gà gót với nhát người đồ thì cũng rất là ok nha anh em. Rồi anh em có thể tham khảo xài thử. Rồi xin chào tất cả anh em, hẹn gặp anh em những video sau anh em.